Một năm buồn của không quân Việt Nam khi lại có thêm một tai nạn khiến một chiến sĩ hy sinh. Vào lúc 8 giờ 47 phút sáng nay tại xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, một máy bay quân sự của Trung đoàn 910 đã bị rơi sau vài phút cất cánh, một phi công tử nạn. Sau khi cất cánh lấy độ cao lúc 8 giờ 45 phút, máy bay bị hỏng động cơ rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hậu quả máy bay bị hỏng, học viên phi công bay huấn luyện là Thượng sĩ Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê Ninh Bình, đã hy sinh trong buồng lái. Phi công Trung hiện là học viên của trường sĩ quan không quân, quân chủng phòng không không quân. Loại máy bay huấn luyện là máy bay L-39 tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, phi công Phạm Đức Trung đã có hành động dũng cảm trước khi hy sinh. Khi máy bay bị mất lực, phi công này đã không nhảy dù để thoát nạn mà cố gắng điều khiển cho máy bay chui dưới đường dây điện, không để máy bay đụng vào đường dây điện sát đường, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với tính mạng của người đi đường. Mặt khác, dù biết máy bay đã bị nạn, phi công vẫn cố gắng điều khiển cho máy bay chùi theo ruộng lúa để cố cứu chiếc máy bay. Vâng, thưa quý vị, loại máy bay bị hỏng động cơ trong tai nạn vừa rồi là L-39, vốn là loại máy bay phản lực huấn luyện, một động cơ do công ty thuộc tập khắc cũ chế tạo và đưa vào sử dụng từ đầu những năm 1970. Nhiệm vụ chính của L-39 là huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu phản lực. Đến nay đã có khoảng 2.800 chiếc L-39 đã được chế tạo và xuất khẩu cho 30 quốc gia trên thế giới. L-39 là máy bay huấn luyện chủ lực của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Không quân Nhân dân Việt Nam. Theo thống kê, kể từ khi đưa vào sử dụng, L-39 đã xảy ra 88 vụ tai nạn, trong đó có 47 tai nạn chết người. Vâng, và đây không phải là lần đầu tiên phi công Việt Nam từ chối nhảy dù, cố gắng ở lại để cứu máy bay và điều khiển để tránh nơi đông dân cư, giảm thiểu thiệt hại dưới mặt đất. Gần đây, hồi năm 2014, thì trong vụ tai nạn thảm khốc của chiếc máy bay trực thăng Mi-171 ở Hà Nội, làm 20 chiến sĩ hy sinh, thì người dân cũng cho biết là họ nhìn thấy máy bay cháy trên không ở ngay trong khu dân cư đông người. Và những phi công thì có điều khiển ra khu đất trống để máy bay không bị rơi vào khu nhà dân. Tinh thần dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của người lính phi công khiến cho người dân địa phương vô cùng cảm kích.